Minasan Xin chào mọi người Hôm nay chúng ta sẽ học video cuối cùng Trong chuỗi video 30 ngày thử học hết ngữ pháp sinh Kanzen N3 Và rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành với CC trong thời gian qua à, Sau khi học, học hết chuỗi video này Thì các bạn sẽ chuyển qua đọc hiểu và nghe hiểu Thì chúng ta cũng sẽ học giáo trình xin Kanzen luôn Và trong đó cuốn đọc hiểu ấy Thì uh, sẽ có 64 bài đọc hiểu luyện tập Từ uh, cơ bản đến nâng cao Thì CC uh đã làm đầy đủ 64 video rồi nhưng mà nó vẫn còn một số lỗi thì các bạn có thể tham khảo tạm nhé. Còn cuốn nghe thì chưa có video hướng dẫn và bạn nào mà muốn hướng dẫn hoặc là lấy file uh, sách, file nghe thì uh, có thể bình luận ở dưới hoặc là um, nhắn tin qua Facebook, Zalo cho anh C. Anh C sẽ gửi cho nhá. Và sau khi mà hoàn thành xong uh, cuốn nghe hiểu đọc hiểu thì các bạn sẽ bước cuối cùng là sẽ luyện uh, đề thi GPT các đề các năm thì bạn nào mà cần thì cũng có thể bình luận ở dưới NC sẽ gửi cho uh, Bình luận mail dưới NC sẽ gửi cho từng bạn một Nhá uh, Chúng ta sẽ học nốt ba ngữ pháp cuối cùng của ngày hôm nay Ngữ pháp đầu tiên đó là thằng uh, Nagaramo uh, Nagara này thì ở N4 chúng ta đã học rồi Đúng không? Uh, vừa làm với một vừa làm với hai Ví dụ như là um, Vừa ăn vừa xem phim đi Đúng không? Thì sẽ là terebio Minagara Soczi simas chẳng hạn như vậy nhá còn hôm nay thằng này là nagara có thể là thêm mộ cũng được mà không thêm cũng được mặc dù nhưng lại nhá tự nhiên là à, một người đi mặc dù là đã lớn rồi đã 30 tuổi rồi nhưng mà nói chuyện lại như một cái đứa trẻ 10 tuổi đó mặc dù là a à, nhưng mà nó lại à, trái với một cái dự đoán ở b à, hay là một đứa con nít đúng không một đứa con nít 10 tuổi đi à, mặc dù nó rất là nhỏ nhưng mà cái gì nó cũng biết đó bình thường thì con nít thì nó biết cái gì đúng không nhưng mà đây cái gì nó không biết những cái gì liên quan đến xã hội cái sự thay đổi những cái liên quan đến xã hội thì nó đều biết hết đó mặc dù là a à, nhưng nó lại leo lên một cái điều mà nó trái với những cái gì mà mình dự đoán nhá Cách chia thì nó cũng có thể mát sự bỏ mát sự đi cộng với nagaramo và đuôi y giữ nguyên y đuôi na danh từ sẽ thêm dr dr này thì uh, trong văn nói thì người ta thường được bỏ đi nhá um, mặc dù cái thằng mà vừa vừa ở n4 này thì nó sẽ không có đuôi y và đuôi na danh từ nhưng mà thằng này loại có nhá còn vẫn có thể mát giống như thằng vừa vừa ý nghĩa đó là mặc dù nhưng cái dùng này mặc dù là a nhưng lại nêu lên một điều b nhá nó trái với dự đoán nhớ nó phải trái với dự đoán suy ra từ trạng thái đó nhớ nhá trái với dự đoán suy ra từ trạng thái đó và chú ý này nó hay đi kèm với từ chỉ trạng thái một cái trạng thái nào đó và về trước và về sau cùng chủ ngữ, nhất là cùng chủ ngữ nhé. Có thể nói về sự tiêu cực hoặc là tích cực đều được nhá Mặc dù là to đầu rồi nhưng mà lại hành xử như một đứa con nít đó. À, chúng ta sẽ sang ví dụ nhé. À, ichi này, michi um, o tote inagara, koko ni na mise ga aru to wa ki ga Mặc dù là ngày nào cũng đi qua con đường này. Nhá, mặc dù ngày nào cũng đi qua con đường này nhưng mà tôi lại không nhận ra, khi các chica này tôi lại không nhận ra là có một cái cửa hàng mà à, tuyệt vời như thế này ở chỗ này. Đó, thì bình thường là ngày nào đi qua thì chắc chắn là mình phải đấy. À, ở đây là có cái quán A, quán B đúng không? Nhưng mà tôi lại không nhận ra là có một cái cửa hàng tuyệt vời như thế này. Đó thì nó phải trái với cái dự đoán nhá, đúng không? Nhớ nhá nó phải trái với dự đoán suy đoán từ bình thường nhá. À, đi băng này Hà À, cái đứa trẻ kia ấy, thì nó mặc dù là một đứa trẻ thôi nhưng mà nó lại biết rõ về cái sự thay đổi của xã hội. Đó, nó ưu khi nó chuyển động đúng không? Xã hội xã cai là xã hội. À, chúng ta không dịch là cái sự chuyển động mà chúng ta dịch là sự thay đổi đó nó biết rõ về sự thay đổi rồi nhìn là uh, giám đốc ăn à, à chủ tịch nước nào hay tổng thống nào của nước nào vừa mới lên chức hay là như nào đó thì nó lại biết rõ đúng không thì nó trái với bình thường nha đứa trẻ thì nó biết cái gì đâu nhưng mà cái đứa trẻ này nó lại khác biệt đó san băng này kare wa okane mochi de nagara Zimina sekatsu o cái anh ấy thì mặc dù là người giàu có, okanemochi đấy, à, nhưng mà lại sao đây, lại sống một cái cuộc sống rất là giản dị, nó bình thường thì người giàu có thì người ta phải sống thì kiểu như là sang trọng đúng không? nhưng mà à, lại trái với những gì mà mình dự đoán, suy đoán ra là anh ấy sống rất là giản dị, đó. À, Yonban nhá umino chikakuni <laughs> umare nagara watashi wa sakana ga suki de À, mặc dù là tôi sinh ra ở gần biển đó nhưng mà tôi lại không thích cá. Nó bình thường người ta nghĩ sinh ra ở gần biển là sẽ thích cá hay ăn cá, thích cá đúng không? Nhưng mà lại không phải như vậy. Đó. Go bang nhá. Ōamega furuto wakate nagara kare wa zitensare e À mặc dù là biết, biết nhỉ, này, biết là sẽ mưa lớn, mưa to nhưng mà anh ấy lại vẫn ra ngoài bằng xe đạp. Nó nó sẽ trái với những cái gì mà mình suy đoán mình dự đoán ra nhá thì chúng ta sẽ dùng nagada. Nhớ là phân biệt với cái thằng uh, vừa vừa cái nhá, vừa vừa thì nó phải có hai hành động phải uh, song song đúng không? Vừa cùng một thời điểm nhưng mà thực hiện hai hành động như cái này không phải. Ok chưa? Và chúng ta sẽ sang uh, ngữ pháp thứ hai là thằng tokoro data Suýt nữa thì. Uh, cái này trong một bài hát uh, đúng không? Có một bài hát suýt nước thì luôn. Thì dễ sẽ, sẽ hát một đoạn cho các bạn dễ hình dung nhá. À, suýt nữa thì anh có thể nói muôn và lời muốn nói. Suýt nữa thì có thể đeo em qua từng làn phố quen. Đấy thì các bạn thấy <laughs> cái câu là ừ nữa thì anh có thể nói muôn và lời muốn nói đúng không? Và đã là suýt thì sao? Chắc chắn là chưa nói được à, hoặc là chưa kịp nói mà cô ấy đã theo người khác rồi đó thì suýt chút nữa thì xảy ra nhưng mà thực tế thì lại không xảy ra đó suýt chút nữa nhé cách chia thì chúng ta sẽ đi với về đự hoặc về nay cộng với tokoro DATA. Nhá, ý nghĩa là suýt nữa thì các bạn cứ nhớ một cái bài suýt nữa thì của ca sĩ gì sẽ không nhớ lắm Nhá, và cách dùng này dùng để nói về một cái sự việc nào đó nhé mà nó suýt chút nữa thì xảy ra Đấy, nhưng mà thực tế lại không xảy ra như vậy nhớ là thực tế nó lại không xảy ra nhé à, suýt chút nữa có thể đưa em qua từng phố quen đấy nha <laughs> thì cái đấy thì không xảy ra suýt chút nữa thôi và chú ý này nó đi kèm với các cái phó từ như là đi hay là đi nó là lơ lẫnh đúng không đúng lơ đáng đấy ngơ ngác đấy và ayau cự nó là chữ suýt cái này là suýt luôn nhá ayau cự nó là suýt đó nhớ là chú ý nhá hay đi kèm với các phó từ như này và nhớ là thực tế nó không xảy ra nhá suýt thôi suýt nữa là xảy ra thôi suýt nữa thì bị xe tông rồi <laughs> nhưng mà thực tế thì không phải nhá à, ví dụ này à, wa jugo nichi ukkari uh, yakusoku uh, wo wasureru tokoro datta hôm nay là ngày 15 à à suýt chút nữa thì tôi quên cuộc hẹn mất rồi đó nhưng mà thực tế thì tôi không quên à, mình chỉ nói ra thôi nhi bang à, này asa neboste ayau kushi kenga uke denai tokoro datta sáng nay thì tôi đã ngủ quên Đúng không? Nếu quên nhé. Và đây, Ayao ư cử đây nhé. Nó là suýt chút nữa thì đã không được thi rồi, đã không thể thi rồi. Đó, nhưng mà thực tế thì mình vẫn, vẫn thi được nhé. Sa uhm, à, sao mang lại? À, Dane moscosi mang tên, mang uhm, tên Toreru Tokoro Datta Noni Kyuzyu Nanaten Datta. um, à, đáng tiếc Tít Suýt chút nữa thì, một chút chút nữa thì đã đạt được 100 điểm rồi. Đó, như thế mà sao? lại chỉ có 97 điểm thôi. Đó. Ờ, à, yong bang nhá. Khi ô chức tế kỳ ga chức kỳ, chức kỳ nô ga ô sô kát tà ra kà À, hãy chú ý vào. Đó. Khi ô chức hãy chú ý vào. À, nếu mà tà là, nếu mà tôi, à, kiểu như tôi nhận ra, khi ô, khi ga chức đúng không? Nó là nhận ra ấy. Nếu mà tôi nhận ra muộn thêm ấy, tôi mà nhận ra muộn ấy thì suýt nữa thì đã uh, hóa hoạn rồi, xảy ra hóa hoạn rồi. Đó nhưng mà thực tế thì không xảy ra tại vì mình đã phát hiện ra rồi nhá. Uh, ví dụ cuối này. À yokatta, mosukoshi vào denwa o wasureru tokoro datta. tạ. à tốt nhỉ, tốt rồi. Uh, suýt chút nữa thì tôi lại quên mất cái điện thoại. Đó nhưng mà thực tế thì tôi đã nhận ra và tôi đã cầm lấy đó thì cái cấu trúc này thì cũng khá là đơn giản thôi thì các bạn cứ nhớ là nhớ là tokoro data nhá tokoro không nhiều cấu trúc lắm tokoro rồi dokoro nhớ cấu trúc này là suýt nữa thì nhớ chưa nhiều chưa chúng ta sẽ sang ngữ pháp cuối cùng của mày hôm nay Ở thằng dokoro đấy các bạn ai nhớ là dokoro chứ không phải là tokoro nhá không lại phân biệt ra không lại nhầm nhá dokoro -do hay tokoro thì cũng là um, lúc hoặc là nơi chỗ đúng không đế của nai thì nó bằng với dạ nay thì không phải vậy thì cái này là không phải lúc nhá không phải lúc không phải thời điểm đề bây giờ không phải đang sắp thi rồi không phải là lúc chơi đó là không bây giờ không phải lúc ngủ đó à, cách chia thì nó sẽ đi với danh từ cộng thẳng luôn hoặc là về đự đồ cô đồ đế của nhớ nhận đồ cô đồ đó là lúc chỗ thời điểm còn đế của nay nó là phủ định vậy thì không phải là thời điểm không phải là lúc hoặc là cũng có thể là không thể cũng được Nhá. À, cách dùng này biểu thị ý nghĩa phủ định mạnh mẽ rằng nhá rằng thời điểm này không phải là lúc để thực hiện việc đó nha dụ như đang làm để cứ rủ đi chơi đúng không bảo đang bận không phải lúc là đi chơi đó hay là sắp thi rồi không phải lúc mà chơi với ngủ đó như nhá, biểu thị ý nghĩa là phủ định mạnh mẽ rằng thời điểm này không phải là lúc để thực hiện việc đó à, sử dụng với những cái tình trạng như là um, okane ganai này không có tiền này ấy không có tiền nên là không phải lúc mà đi chơi bơi gì cả hay là gì cả ngã nay không có thời gian này không có thời gian nên là như nào đó hoặc là sai nó là ồn ào hoặc là bioky bệnh ốm nhá so với cái tình trạng này Đó. không có tiền không có thời gian nên là không phải lúc làm gì đó cái okay chưa à, ví dụ này shigoto ga no ryokou de wa adokoro de wa này công việc thì bởi vì là bận rộn nên là không phải lúc mà đi du lịch đâu đó uhm, ni bang này tonari no, te puru no hitotachi ga urusakute yukuri no o um, uhm, bởi vì là cái cái người mà bên bàn xung quanh bên cạnh bên cạnh ấy đúng không thì uhm, rất là ồn ào đó nên là uh, tôi không thể là tôi tận hưởng được cái uh, bữa ăn một cách thông thả được cũng thể dịch là không thể cũng được nhá Ừ, cái câu này chúng ta dịch không thể sẽ hay hơn không thể là tận hưởng được cái bữa ăn một cách thông tả được đó à, sang băng này toji wa okane ga na nakata no de doko ka e iku dokoro de wa nakute mainichi arubaito o shite ita à, là lúc là chữ đường thời đúng không lúc đó thì bởi vì là tôi không có tiền nên là à, không phải lúc là đi chơi ở đâu đó mà mỗi ngày tôi còn phải đi làm thêm này này đó, không phải lúc nhá đi chơi mà tôi đã phải làm thêm mỗi ngày đấy. Uhm, yêu mang này, no ga itakute karaoke de uta u dokoro wa nai. À, hôm nay thì tôi đau họng bởi vì đau họng nên là à, không phải lúc là hát karaoke đâu. Nó không phải là cái thời điểm nhá, phủ định là không phải đây không phải là cái thời điểm để làm cái việc đó. Nó kiểu như nó không lý tưởng ấy nhá. À, go bang netsu ga ate shigoto de na a à, shigoto dokoro de wa nai à bởi vì là bị sốt nên là không phải lúc mà làm việc gì cả nghỉ ngơi thôi nhá nó không phải lúc không không thể cũng được nhưng mà ít khi người ta dịch là không thể lắm nhá tùy thuộc vào câu thôi à, ngữ pháp ngày hôm nay thì thật ra cũng khá là dễ không không có gì khó khăn cả nhưng mà những cái tầng này thì lên tầng hai chúng ta lại học lại lần nữa nên là các bạn học trước đi À, những cái thằng này nó cũng rất hay là xuất hiện trong kỳ thi JLPT nên là các bạn ôn thêm nhá. Và rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong uh, 30 video này và chúc mọi người sẽ học tốt và sẽ đạt được uh, kết quả tốt trong kỳ thi JLPT thì từ giờ lúc đấy đang còn những um, hơn 4 tháng nữa kia và đầu tháng sau thì sẽ cũng mở một lớp mà N3 nhá, một lớp thì chỉ lấy ít học sinh thôi và sẽ học bài bản hơn là các video này học phí thì nó cũng phải chăng thôi bạn nào mà muốn học bài bản thì có thể liên hệ với CNC nhá và cảm ơn mọi người đã xem video của mình